Vừa rồi là các tiết mục văn nghệ, tiết mục song ca Chắp cánh ước mơ sáng tác Nguyễn Thị Hải cho hai học sinh Phạm Quỳnh Trang lớp 11A2 và Trần Ngọc Phương Duyên lớp 11A1 trình bày. Tiết mục Múa gió đang có đò đưa như ca Bắc Bộ do nhóm học sinh trường Trung học Phổ thông Vị Thanh trình bày. Xin cảm ơn các em. Để bây giờ phần nội dung chính của buổi lễ, xin kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu, ban giám hiệu, quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh đứng lên chuẩn bị làm lễ chào cờ. Xin phép được điều khiển chung. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, ban giám hiệu, quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh, trong không khí của những ngày thu lịch sử, cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hòa chung niềm vui ấy, hàng triệu triệu giáo viên, học sinh, sinh viên cả nước hân hoan đón chào năm học mới. Thực hiện theo kế hoạch số 94 KHSVGDT ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang và kế hoạch số 125 KHTHPTVT ngày 25 tháng 8 năm 2023 của trường Trung học Phổ thông Vị Thanh về việc tổ chức các hoạt động tự trường và khai giảng năm học mới. Hôm nay trường Trung học Phổ thông Vị Thanh long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024, đó là lý do buổi lễ hôm nay. Đến tham dự buổi lễ hôm nay, cho phép tôi được thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý lãnh đạo, quý đại biểu và quý vị khách quý. Về phía lãnh đạo các tỉnh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Phượng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang. Về phía ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, đơn vị đỡ đầu nhiều năm qua của nhà trường, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Minh Đan, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Về phía lãnh đạo thành phố Vị Thanh, thầy trò trường Trung học Phổ thông Vị Thanh trân trọng đón tiếp đồng chí Võ Thái Hồng, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng công an thành phố Vị Thanh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hoàng Hân, ban chấp hành chi đoàn phòng tham mưu công an tỉnh Hậu Giang. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thuận, giám đốc Aribank thành phố Vị Thanh. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trung Quân, giám đốc công ty Hậu Giang Travel. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Hoàng Thanh, bộ phận kinh doanh Mobifone Hậu Giang. Xin trân trọng giới thiệu thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hiền, phó trưởng công an phường 3 thành phố Vị Thanh. Về phía ban đại diện cha mẹ học sinh và hội khuyến học nhà trường, xin trân trọng giới thiệu bác Lê Thành Chức, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường. Bác Kha Thành Phát, chủ tịch hội khuyến học nhà trường. Đến tham dự buổi lễ hôm nay, nhà trường rất hân hạnh đón tiếp các đồng chí đại diện phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, các đại diện các ban ngành của thành phố Vị Thanh, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và giúp đỡ các em học sinh trong những năm học vừa qua. Xin nhiệt liệt hoan nghênh chung. Về phía nhà trường, xin trân trọng giới thiệu thầy Lê Duy Ngọc, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể quý thầy cô trong ban giám hiệu. Quý thầy cô là cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường và hơn 1.300 học sinh trường Trung học Phổ thông Vị Thanh. Xin nhiệt liệt hoan nghênh chung. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng quý lãnh đạo, quý đại biểu, ban giám hiệu, quý thầy cô và toàn thể các học sinh đã về tham dự buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu,
Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, xin thời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Lời dạy của Bác năm xưa như còn vang vọng mãi với mọi thế hệ người dân Việt Nam. Thực hiện di chúc của Bác, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, đầu tư mọi nguồn lực để đưa nền giáo dục Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng với xu thế hội nhập toàn cầu. Nhân ngày khai giảng năm học 2023-2024, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng đã gửi thư động viên, chúc mừng, căn dặn các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang lên đọc thư của Chủ tịch nước gửi cho ngành giáo dục nhân ngày khai trường. Kính thưa quý vị đại biểu, tôi được ủy viên lãnh đạo tỉnh sẽ nhân ngày khai giảng hôm nay, tôi sẽ đọc thư chúc mừng khai giảng của Chủ tịch Thủ tướng Hà Nội ngày 4 tháng 9 năm 2023. Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024. Thân gửi các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các bậc phụ huynh. Một năm mới lại bắt đầu. Đây là sự trở lại và cũng là khởi đầu cho những điều đẹp đẽ và đáng nhớ nhất trong đời. Các em dù ở lứa tuổi nào, cấp học nào, miền núi hay đồng bằng, biên giới hay hải đảo xa xôi, hãy luôn xác định học tập là nhiệm vụ quan trọng của cả cuộc đời. Mỗi năm học là một hành trang ý nghĩa trên con đường tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, trao dồi phẩm chất, xác lập những giá trị tốt đẹp và bền vững để phát triển bản thân. Thế giới và tương lai của các em đang mở rộng. Thầy cô, cha mẹ và đất nước luôn quan tâm, tạo những điều kiện tốt đẹp nhất để các em phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân, trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình và trở thành một phần đáng tự hào của Tổ quốc, dân tộc Việt Nam. Tự tin bước vào thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với cường quốc năm châu. Chỉ đạt được khi đất nước có những công dân có trí tuệ, phẩm giá, biết yêu gia đình, tổ quốc, đồng bào mình, sống tử tế và làm việc hiệu quả, dám bảo vệ lẽ phải, dũng cảm và tỉnh táo chống lại điều xấu, cái ác. Tôi luôn đặt niềm tin vào các em. Tôi nhìn thấy tương lai sáng của tổ quốc mình trong sức sống căng tràn và những mơ ước hoài bão cao đẹp của các em. Đảng, nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Giáo dục rèn luyện các em là nhiệm vụ chung của nhà trường, gia đình và xã hội. Một quốc gia muốn phát triển phải có nền giáo dục chất lượng cao. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho phát triển bền vững. Tôi mong muốn các cô giáo, thầy giáo hãy luôn giữ vững niềm đam mê, tâm huyết với nghề, bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn trở ngại, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người cao quý. Tôi mong muốn các bậc phụ huynh vì tương lai con em của mình hãy đồng hành với nhà trường, xã hội trong giáo dục và chăm lo cho các em. Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách kịp thời và đúng đắn, xây dựng cho một môi trường giáo dục thật sự trong sạch, lành mạnh, an toàn, để các cô giáo, thầy giáo và các em học sinh, sinh viên được giảng dạy và học tập trong niềm vui, hạnh phúc, được phát huy tối đa năng lực sáng tạo, góp phần quan trọng trong thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà. Trong tiếng trống tự trường hân hoan của mùa thu năm nay, tôi thân ái chúc các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ ngành giáo dục và các bậc phụ huynh bước vào năm học mới với khí thế mới, cùng thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, có nhiều tiến bộ và thành tựu mới. Dù còn đó những khó khăn, băn khoăn trăn trở khi bước vào năm học mới, song tất cả chúng ta hãy vững vàng tiến bước,
vượt qua khó khăn, kiến tạo những giá trị mới mẻ và thiết thực cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng và không ngừng phát triển. Thân ái, giỏi giám thượng đăng ký. Tôi vừa thông qua cái thư chúc của Chủ tịch nước. Xin trân trọng cảm ơn bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang. Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Năm học mới bắt đầu, bên cạnh những niềm hân hoan háo hức của hầu hết các em học sinh thì vẫn còn không ít gia đình gặp khó khăn về một số mặt. Thấu hiểu được những khó khăn đó, các cấp, các ngành cùng rất nhiều các tổ chức cá nhân đã chung tay góp sức để các em và gia đình vượt qua những khó khăn, giúp các em vượt khó và yên tâm trong học tập. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Trần Quang Bảo, Chủ tịch Công đoàn nhà trường, lên thông qua danh sách các em học sinh được nhận quà học bổng của các đơn vị. Tôi xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, hòa cùng không khí vui tươi chào mừng năm học mới, với mong muốn động viên khích lệ tinh thần hiếu học của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, một số tổ chức cá nhân đã hỗ trợ các em những phần quà và các học bổng. Sau đây mời các em có tên bước lên sân khấu để nhận quà và học bổng từ các nhà tài trợ. Đầu tiên là học bổng của đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh. Đồng chí tặng 25 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu và 50 ba lô cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mời em Ngô Đức Tài, lớp 11A2. Các em nhanh chóng ta bước lên sân khấu ha. Em Nguyễn Thị Trúc Lam, lớp 11A3. Em Nguyễn Phước Tài, lớp 11A3. Em Danh Luôn, lớp 11A5. Em Đồng Thị Thảo Nguyên, lớp 11A11. Em Trương Tú Sang, lớp 11A11. Em Mai Ngọc Nhanh, lớp 12A2. Lê Thị Trúc Anh, 12A5. Quỳnh Chí Hy, 12A6. Và Nguyễn Võ Quỳnh Như, 12A7. Em nhanh chóng ta bước lên phía trên. We'll be right back.
mời các em về chỗ. Tiếp theo, mời các em học sinh Lê Gia Du 10A1, Nguyễn Võ Quyền Trân 10A2, các em có tên bước nhanh chóng bước lên sân khấu giùm thầy. Thứ ba, Thị Ngọc Châu 10A5. Thứ bốn, Phan Ngọc Nhã Anh 10A6. Thứ năm, Ngô Tấn Lộc 10A8. Thứ sáu, Phan Thị Cẩm Nhung 10A8. Bảy, Nguyễn Hoàng Nhung 10A10. Tám, Bùi Thanh Tưởng 10A10. Chín, Nguyễn Chí Khanh 10A10. 11, Nguyễn Thanh Hoàng 11A9. Bùi Văn Hoài Linh 11A9. Đỗ Trần Thúy Linh 12A1. Lê Như Ý 12A3. Trần Anh Tuấn 12A5. Lê Trần Biên 12A8. Tiếp theo là phần học bổng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang trao tặng cho nhà trường. 5 suất, mỗi suất 5 triệu đồng. Mời các em có tên sau bước lên sân khấu. Nguyễn Lê Hữu Đức, lớp 11A6. Ngô Hoàng Quynh, lớp 11A10. Nguyễn Văn Tình, 11A11. Quỳnh Phúc Kháng 12A7, Nguyễn Thu Thảo 11A4. Xin mời các em ta nhanh chóng bước lên sân khấu.
theo là Hoàng trao học bổng cửa ngân hàng Agribank thành phố Vị Thanh cho các em học sinh có tên sau: một, Danh Đình lớp 10A4, Nguyễn Chí Bảo lớp 10A10, Trương Hồng Khuyến lớp 10A11, Võ Thị Kim Yến lớp 12A2. Là phần trao học bổng của chi đoàn công an tỉnh trao cho trường chúng ta 10 suất, mỗi suất 500.000 đồng. Mời các em học sinh Trần Ngọc Kim Ngân lớp 10A2, Trương Khắc Tài 10A4, Lê Thị Mỹ Anh 10A4, Phan Ngọc Hân 10A5, Lê Thiên Phú 10A5, Lâm Tú Như 10A9, Thị Hoàng Kiều 10A11, Phạm Thị Giàu 12A9, Nguyễn Ngọc Ly 12A9, Võ Đức Phúc 12A9. Là suất học bổng của bác sĩ Võ Hoàng Vinh, chương trình gieo mầm 6 suất, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Mời các em học sinh có tên sau bước lên sân khấu: Nguyễn Phúc Hưng lớp 10A2, Trần Thị Phi Ly lớp 10A8, Trương Quốc Huân lớp 11A4, Phan Lâm Yến Nhi 11A11, Bùi Trần Nhật Anh 12A2, Võ Việt Anh 12A7. Các em ta khẩn trương nhanh chóng lên sân khấu.
là phần trao học bổng của một nhà tài trợ, trao 8 suất, mỗi suất 1 triệu đồng. Mời Lê Thị Hà Anh lớp 10A9, Lê Ngọc Anh Thư lớp 11A7, Nguyễn Thị Bích Thùy 11A9, Võ Thị Ngọc Châu 12A3, Trần Thanh Quy 12A4, Lê Như Ngà 12A6, Lê Quỳnh Như 12A7, Lê Văn Phước Phú 12A5. Các em ta nhanh chóng khẩn trương lên sân khấu. Sẽ hỗ trợ từ dịch vụ xe Cát Tường, trao 10 suất, mỗi suất 500 nghìn. Mời các em có tên Trần Đăng Quang 10A1, Dương Kim My 10A1, Trần Thiên Hạo 10A2, Nguyễn Quang Nhật 10A6, Nguyễn Thị Tuyết Nhi 10A11, Châu Gia Kiệt 11A4, Lê Quỳnh Mai Hương 11A6, Danh Thị Quỳnh Trâm 11A8, Vương Nguyễn Trạc Ngọc Trâm 11A11, Lương Phước Vinh 12A7. Phần trao học bổng của Mobifone, 4 suất, mỗi suất 500 nghìn đồng. Mời em Lê Thị Thanh Nguyên lớp 10A5, em Ngô Thị Bé Ngoan lớp 10A3, em Phạm Quỳnh Trọn lớp 10A4, Nguyễn Thị Trúc Anh lớp 12A7. Các em ta nhanh chóng bước ngay lên sân khấu. Và 5 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng của đoàn thanh niên nhà trường, quỹ học bổng trường học không rác thải nhựa. Mời các em Thị Bé Diệp 10A1, Trương Thị Hồng Cẩm 10A8, Nguyễn Trường Thọ 11A9, Danh Thị Mỹ Tiên lớp 12A1, Phạm Thúy Ngân lớp 12A5.
chí Triệu Hoàng Tú. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, trong suốt thời gian qua chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý lãnh đạo, quý cơ quan, ban ngành, các cá nhân và tập thể đã đóng góp tài chính vật chất cho quỹ khuyến học của nhà trường. Sự quan tâm ấy chính là nguồn động viên vô cùng ý nghĩa đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên tinh thần giúp các em phần nào vơi đi những khó khăn trong cuộc sống, tạo điều kiện để các em được tiếp bước đến trường. Xin phép được đại diện cho tập thể hội đồng sư phạm nhà trường xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp quý báu của tất cả quý mạnh thường quân và các nhà tài trợ, và mong rằng những năm tới sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng vàng được gửi đến các em học sinh. Đây chính là động lực to lớn để giúp các em học sinh nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Một lần nữa xin được cảm ơn và trân trọng kính chào. Cảm ơn thầy Trần Văn Bảo và một lần nữa chúc mừng các em với những phần quà và học bổng vừa rồi. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, ban giám hiệu và quý thầy cô, các em học sinh thân mến, thời khắc đánh dấu một năm học mới sẽ bắt đầu ngay sau đây. Xin trân trọng kính mời thầy Lê Duy Ngọc, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường sẽ lên tuyên bố khai giảng năm học mới. Kính thưa đồng chí Võ Thị Phượng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang. Kính thưa đồng chí Lê Minh Đăng, phó chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Kính thưa đồng chí Võ Thái Hồng, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng công an thành phố Vị Thanh. Kính thưa đồng chí Trần Thị Minh Trang, phó tránh văn phòng sở giáo dục và đào tạo Hậu Giang. Kính thưa ông Lê Hình Chức, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Kính thưa ông Kha Thành Phát, chủ tịch hội khuyến học trường trung học phổ thông Vị Thanh. Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, quý phụ huynh, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, trước khi tuyên bố khai giảng năm học mới, tôi xin thay mặt toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh của trường xin trân trọng gửi lời ghi ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo, các tổ chức và cá nhân đã có những hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh khó khăn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhân ngày khai trường. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Thị Phượng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã dành tặng 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 50 ba lô tặng cho học sinh nghèo, học sinh cận nghèo nhân ngày khai trường. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Minh Đăng, phó chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã dành tặng 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng tặng cho học sinh nghèo, học sinh khó khăn nhân ngày khai trường. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Quỳnh Văn Thuận, giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố Vị Thanh đã dành tặng 4 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng cho học sinh nghèo, học sinh khó khăn nhân ngày khai trường. Xin cảm ơn lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang đã tặng 2.000 quyển tập dành cho học sinh nghèo, học sinh khó khăn nhân ngày khai trường. Xin cảm ơn lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hậu Giang tặng 10 suất học bổng trị giá tổng trị giá 5 triệu đồng. Xin cảm ơn lãnh đạo công ty Mobifone tặng 4 suất học bổng tổng trị giá 2 triệu đồng. Xin trân trọng cảm ơn đại diện dịch vụ xe Cát Tường tặng 10 suất học bổng tổng trị giá 5 triệu đồng. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Quang Quynh, cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Vị Thanh đã tặng 6 suất học bổng tổng trị giá 3 triệu đồng. Xin cảm ơn tất cả các tổ chức và cá nhân có những suất học bổng và phần quà hỗ trợ cho buổi lễ khai giảng năm học mới. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến, trong thời khắc trân trọng và đầy cảm xúc, tôi trân trọng tuyên bố khai giảng năm học mới, năm học 2023-2024. Xin nhiệt liệt chào đón năm học mới. Xin trân trọng cảm ơn thầy Lê Duy Ngọc. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Xin kính mời thầy Lê Duy Ngọc sẽ lên đánh hồi trống để chính thức báo hiệu năm học mới chính thức bắt đầu.
2023-2024 đến đây là kết thúc. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, sự giúp đỡ tận tình của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể. Xin cảm ơn sự phối hợp của các bậc phụ huynh và ban đại diện cha mẹ học sinh. Xin cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của toàn xã hội trong những năm học vừa qua và các học tiếp theo. Và trước thềm năm học mới, với tinh thần vượt khó của các bộ giáo viên và học sinh nhà trường, với sự quan tâm của các địa phương, các cấp, các ngành, thầy và trò trường trung học phổ thông Quỳ Thanh hứa quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024. Và cuối lời xin kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi và không ngừng tiến bộ. Ngay sau phần lễ thì mời các em học sinh tiếp tục và tham gia một số trò chơi của phần hội. Kính mời quý lãnh đạo đại biểu nắm lại để tọa đàm cùng với lãnh đạo nhà trường. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Told your friend.
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Catch me if I fall.